thắng cô hồn, nhưng con giáp này tuyệt đối không được đi đêm. Hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tổng hợp trên kênh Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý anh chị và các bạn, tường truyền rằng tháng 7 âm lịch là tháng ma quỷ, bởi từ ngày 2 tháng 7 âm lịch sẽ là khoảng thời gian quỷ môn quan bắt đầu mở cửa, những vong linh nơi địa ngục được tự do đi lại trong cõi nhân gian. Tới 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7, cửa địa ngục mới đóng lại. Trong ngày cổng địa ngục mở, âm hồn bị giam hãm quay trở lại dân gian, xù đãng khắp nơi khiến cho âm khí thịnh vượng. Mà ngày 14 tháng 7 được coi là ngày quỷ lễ, âm khí rất nặng. Vì thế, nhiều nơi quan niệm rằng trong khoảng thời gian này không nên tới những nơi chứa nhiều nước như biển, ao hồ. Không cẩn thận sẽ bị quỷ dìm chết hoặc tránh nói ra những lời lăng mạ ma quỷ kẻo rước họa vào thân. Và cũng tốt nhất là không nên đi ra ngoài vào ban đêm. Đặc biệt là những người có thể trạng yếu, tránh bị quỷ vây hãm, gặp xui xẻo. Trong tháng 7 âm lịch sẽ có một số con giáp gặp phải tai họa khôn lường, cần phải hết sức thận trọng, kiêng đi đêm trong tháng cô hồn, nhất là thời điểm trước và sau ngày rằm tháng 7 một tuần, khi âm khí cực thịnh. Quý anh chị và các bạn, liệu có phải là một trong số những con giáp sẽ gặp tai ương hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình tử vi tổng hợp ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Và đặc biệt, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Con giáp đầu tiên cần phải chú ý chính là tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch. Thông thường, chuột vốn dĩ là loại động vật thích hoạt động về ban đêm. Tuy nhiên, trong tháng cô hồn nên hạn chế ra ngoài, nhất là những ai sinh vào tháng 11 theo lịch âm càng phải lưu ý. Ban ngày, những người tuổi Tý nên mở hết cửa sổ, đón ánh nắng vào nhà, nắng càng nhiều càng tốt. Ban đêm, bật đèn sáng. Như vậy, có khả năng ức chế sự tích tụ âm khí trong tháng cô hồn. Ngoài ra, trong tháng này, hãy còn khắc kỵ và có nhiều biến động về cát hung. Nam mạng còn gặp sao hạn xấu nên về tài lộc hay mưu sự đều không may mắn và đạt kết quả như mong muốn. Nên cẩn thận về tiền bạc trong các giao dịch. Ngoài ra, cần chú ý có tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Vì vậy, chớ tin người và cẩn thận với những vật có giá trị. Còn nữ mạng, tuy có cuộc sống trong chiều hướng bình thường do có âm dương phù trợ, nhưng tâm còn lo lắng ưu phiền về tiền bạc, trong tình cảm chớ quá tin người mà đâm ân hận về sau. Vận trình tình cảm dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Nỗ lực hóa giải quyết những hiểu lầm, hoài nghi giữa hai người cũng là đền đáp xứng đáng. Kết quả, tình yêu có dịp thăng cấp bất ngờ, giả đạo an vui, có thể đón thêm hỷ sự như người trong gia đình cưới hoặc có tin vui về con cái. Tháng này, Tý Thủy sinh cho thân kim, sức lực có phần hư hao nên chú trọng chăm sóc bản thân, tẩm bổ cơ thể. Bên cạnh đó, chú ý đề phòng các bệnh về gan tạng, khí huyết. Nhất là những ai từng có tiền sử các bệnh này cần phải cẩn trọng, tránh bệnh cũ tái phát càng nghiêm trọng hơn. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, nhưng mệnh chủ tuổi Tý nên mang theo mặt Phật, bát bảo tâm kinh, giúp gia trì công đức, đem lại bình an, may mắn cho gia chủ. Con giáp thứ hai sẽ gặp tai ương khi đi đêm trong tháng cô hồn là tuổi Sửu sinh vào giờ Tý. Trong danh sách những con giáp kiêng đi đêm trong tháng cô hồn, chắc chắn có người tuổi Sửu sinh giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Người này mệnh khí đã yếu lại càng nhạy cảm với âm khí. Người này rất dễ nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ bị chúng làm phiền nhiễu. Vì thế, trong tháng ma quỷ, tốt nhất người này không nên ra ngoài vào buổi đêm. Trong trường hợp bắt buộc, nên có người nhà đi cùng và mang theo một vật phẩm phong thủy có tính chất kỵ tà, hóa sát lớn có thể bảo vệ bản thân bình an, không bị ma quỷ quấy nhiễu. Nam mạng tuổi Sửu trong tháng này có biến động cát hung nên cẩn thận trong giao tế và cẩn thận với các giấy tờ có giá. Có suy nghĩ kỹ trước sau, ắt sẽ thành công. Tuy không được như ý, nhưng cũng hồ hởi, phấn chấn.
tiền bạc đến phải đi không có của để dành. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên mưu sự sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp, nhưng chớ vung tay quá chán, đề phòng miệng mang tai tiếng. Dù áp lực công việc không nhỏ, nhưng kèm theo đó là nhiều cơ hội tiến thân, chủ động nắm bắt sẽ giúp bạn tiến tới thành công dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc hăng say, không ngừng phấn đấu sẽ mang tới những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời cho bạn. Bản mệnh dốc tâm, dốc sức, tập trung tinh lực, làm việc, hiệu quả công việc sẽ được nâng cao. Nhân duyên khởi sắc, có tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Các cặp đôi đang yêu, dễ dàng để tình yêu thăng hoa, tiến tới hôn nhân đại sự. Sức khỏe được cải thiện hơn trước. Chú ý khi đi lại để tránh tai nạn bất ngờ. Con giáp thứ 3 chính là tuổi Dần, sinh vào tháng 7 âm lịch. Phàm là những người tuổi Dần mà lại sinh vào tháng 7 âm lịch, thường tính tình vui buồn thất thường, tâm tính bất ổn, sẽ bị ngoại cảnh tác động. Tự thân không cường, càng dễ bị âm khí xâm lấn, gây điều hung hiểm. Vì thế, tốt nhất người này nên ở trong nhà để né những tai họa bất ngờ trong tháng cô hồn. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài, hãy đi cùng người có vía mạnh và sử dụng vòng minh quang pháp bảo để bảo vệ bản thân, giúp tĩnh khí, đem lại may mắn, bình an cho bản thân, vượt qua tháng cô hồn một cách an nhiên nhất. Nam nữ tháng tốt nhưng đều trong vận xấu. Mọi mưu sự có chuyển biến hành thông trong chiều hướng thuận lợi. Nam mạng cẩn thận trong công việc vì có sao xấu chiếu mệnh, chớ tin người mà manh động sẽ phải ân hận, nên cứ việc cũ mà làm sẽ đạt được kết quả tốt. Nữ mạng có quý nhân phù trợ, trong mưu sự có chiều hướng tốt đẹp về tiền bạc và công việc, tình cảm gia đạo an vui, đề phòng bệnh tật về máu huyết hay xương cốt. Tiếp theo chính là người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và giờ Tý. Những người tuổi Mão sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ và giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ. Mệnh khí tự thân vượng âm, dương khí không đủ nên ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối trong tháng cô hồn để bình an, vô sự. Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định, tài vận có phần giảm sút. Vận may tiền bạc của tuổi Mão không nhiều, đừng trông chờ vào các trò may rủi. Làm gì cũng phải tự lượng sức mình, đừng mơ tưởng hão huyền, vượt quá khả năng rồi ngậm ngùi, chuốc lấy thất bại. Tình hình sức khỏe của tuổi Mão không lý tưởng, bệnh vặt khó tránh, thậm chí có người còn phát hiện bệnh nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, có bệnh cần chữa, vấn đề gì cũng phải đối mặt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận, vẫn tốt hơn là né tránh. Tháng này có biến động về mưu sự, nhưng trong chiều hướng bình thường. Lưu ý, nam mạng do vận xấu, không nên đầu tư việc mới, không quá tin người, tránh tranh cãi, tiểu nhân. Tháng này có nhiều biến động về mưu sự, nhưng trong chiều hướng bình thường. Lưu ý, nam mạng do vận xấu, không nên đầu tư việc mới, không quá tin người, tránh tranh cãi, tiểu nhân tranh phản mà tán tài, cùng với ưu phiền. Nữ mạng vận tốt, có âm dương phù trợ, mọi sự đều được hành thông như ý, trong tình cảm gia đạo tốt đẹp, tiền bạc không còn lo lắng ưu phiền nhưng cũng không có dư của. Đồng thời, khi đi đâu cũng cần mang theo một vật phẩm phong thủy có tính chất kỵ tà, hóa sát lớn để bảo vệ bản thân bình an, không bị ma quỷ phiền nhiễu. Con giáp thứ 5 cần đặc biệt cẩn thận là tuổi Tỵ sinh giờ Ngọ. Những ai cầm tinh con rắn mà lại sinh giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, tinh lực yếu sẽ bị âm khí xâm nhập khiến sức khỏe càng suy giảm, cũng cần hạn chế ra ngoài trong tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Tỵ nên sử dụng vòng tam hợp lục tài, Tỵ, Dậu, Sửu để bảo vệ bản thân, gia trì công đức, bình an cho gia chủ. Mọi mưu sự sẽ không mang lại kết quả tốt. Nam mạng cẩn thận gặp rủi ro. Vì sao xấu chiếu mệnh nên đề phòng về các giao thiệp ngoài xã hội, kẻo gặp tiếng thị phi. Về công việc, cẩn trọng giao tiếp cùng các giấy tờ có giá. Nữ mạng về tiền bạc vẫn không được như ý, dự báo có tiểu nhân lợi dụng, giữ gìn lời tiếng với mọi người, đề phòng tật bệnh. Tiếp theo là tuổi Mùi sinh tháng Chạp. Người tuổi Mùi sinh tháng Chạp thường xuyên có cảm giác bất an, lo lắng. Ra ngoài phải gặp hiện tượng kỳ lạ càng ảnh hưởng tới tâm lý, nhất là trong tháng cô hồn. Vì thế, tốt nhất bạn nên tránh đi đêm để hạn chế nhiều phiền muộn, đồng thời nên sử dụng vòng bát bảo tâm kinh giúp gia trì công đức, đem lại bình an, tăng cường sức khỏe và may mắn. Trong tháng này, nhất là trong vấn đề về công việc, người tuổi Mùi cần hết sức tỉnh táo và đề phòng. Không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Kẻ thù thường xuyên xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất. Trong tháng này, vận thị phi khiến người tuổi Mùi có xu hướng sẽ nóng tính.
Lời nói tuy chân thành nhưng mất lòng lại rước họa vào thân. Con giáp thứ bảy đại kỵ đi đêm trong tháng cô hồn là tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Đa phần những người tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7 nhiều âm khí lại không có nhiều. Đa phần những người tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7 nhiều âm khí càng không có lợi cho người này. Tuổi Dậu cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng cô hồn. Theo tử vi, những chú gà trong tháng 7 âm lịch cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh. Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch hay dự án lớn. Không được các tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân, nên tuổi Dậu khá chật vật trong tháng cô hồn. Bản mệnh đôi khi cũng đánh giá bản thân mình quá cao, tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Những kẻ tiểu nhân kia sẽ phải tự khuất phục trước thành công của bản mệnh. Hãy khiến họ phải nhận ra rằng thành công của những chú gà là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa, tuổi Dậu cần nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Con giáp cuối cùng trong danh sách này là tuổi Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Thể trạng của người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch khá là yếu, lại thường xuyên bị tiểu nhân vây hãm, nhiều chuyện muộn phiền. Bước qua rằm tháng 7 âm lịch, bản mệnh của người tuổi Hợi không tốt, cơ thể suy yếu, dễ bị nhiễm tà khí, khiến tình hình sức khỏe trở nên tệ hơn. Quý nhân chưa thấy xuất hiện mà tiểu nhân đã trực chờ gây sự xung quanh. Trong tháng này, tuổi Hợi sẽ bị người khác hãm hại và chơi xấu. Trong công việc, bản mệnh nên tự mình gánh vác, không nên tin tưởng vào người ngoài quá nhiều, sẽ rước họa vào thân. Chưa kể, họ còn gặp nhiều điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn của tháng cô hồn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Hợi có xu hướng xảy ra bất đồng và mâu thuẫn. Để tránh tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng, người này nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn. Đồng thời, gia chủ nên mang theo bên mình vòng bát bảo tâm kinh để tăng cường cát khí, may mắn, giúp hóa giải tiểu nhân đeo bám, gia hộ bình an, sức khỏe cho gia chủ. Trên đây là tất cả những con giáp đại kỵ ra khỏi nhà vào ban đêm tháng cô hồn. Hy vọng quý anh chị và các bạn xem chương trình, nếu là một trong số những con giáp dưới đây, cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn và kiêng đi ra ngoài ban đêm. Nếu bắt buộc cần phải ra ngoài, quý anh chị và các bạn hãy mang theo bên mình vòng bát bảo tâm kinh, giúp gia trì công đức, đem lại bình an, tăng cường sức khỏe và may mắn. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Để nhận được những video hay về phong thủy và tử vi, quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất về tử vi và phong thủy từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công.